Tại sao Hoa Kỳ có quy mô kinh tế đứng đầu thế giới nhưng lại là một nước nhập siêu? Trước khi đi vào tìm hiểu nguyên nhân thì chúng ta sẽ xem qua một số khái niệm liên quan tới vấn đề này. Thứ nhất đó là cán cân thương mại hay còn gọi là xuất khẩu ròng, tức là sự chênh lệch giữa giá trị xuất khẩu và giá trị nhập khẩu của một quốc gia nào đó. Như vậy thì cán cân thương mại sẽ bằng giá trị xuất khẩu trừ đi giá trị nhập khẩu. Nếu như cán cân thương mại dương, có nghĩa là giá trị xuất khẩu lớn hơn giá trị nhập khẩu, thì ta gọi nước này đang có thặng dư thương mại, hay nói cách khác là nước này xuất siêu. Nếu như cán cân thương mại âm, tức là giá trị xuất khẩu nhỏ hơn giá trị nhập khẩu, thì ta nói quốc gia này đang có thâm hụt thương mại, hay nói cách khác đây là nước nhập siêu. Thường thì nhập siêu sẽ xảy ra nhiều ở các nước đang phát triển, khi mà những nước này cần nhập khẩu nhiều nguyên liệu, máy móc từ nước ngoài để phục vụ quy trình sản xuất trong nước, hoặc là khi các sản phẩm tiêu dùng, văn hóa ở thị trường nội địa sản xuất không đủ để phục vụ nhu cầu của người dân. Tuy nhiên thì theo thống kê, kể từ năm 1980, Mỹ đã bắt đầu thâm hụt thương mại nặng nề và ngày càng nhiều. Năm 2019, thâm hụt thương mại song phương giữa Mỹ và Trung Quốc là 346 tỷ USD, với Mexico là 102 tỷ USD và với Nhật Bản là 69 tỷ USD. Vậy thì tại sao Hoa Kỳ là một quốc gia có nền kinh tế mạnh nhất thế giới nhưng lại có sự thâm hụt nhiều như vậy? Nguyên nhân thứ nhất là do hàng nội địa Mỹ không thể cạnh tranh về giá so với hàng nhập khẩu từ các nước khác, hay nói cách khác là hàng nhập khẩu rẻ hơn hàng nội địa. Nguyên nhân của việc hàng nhập khẩu rẻ hơn hàng nội địa lại được chia ra làm hai nguyên nhân chính, đó là nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan. Về nguyên nhân khách quan thì đó là do quy trình sản xuất, chi phí sản xuất, chi phí nhân công ở các nước khác rẻ hơn nhiều so với ở Mỹ, nên giá thành ở các nước khác sẽ rẻ hơn ở Mỹ. Về nguyên nhân chủ quan thì theo như chỉ trích của ông Trump là do một số nước tự phá giá đồng tiền của nước mình để tạo ra lợi thế về xuất khẩu. Ví dụ như Trung Quốc. Trung Quốc đã tự làm cho đồng tiền của nước mình rẻ hơn đồng tiền USD. Điều này làm cho hàng hóa của Trung Quốc rẻ hơn, dẫn đến việc xuất khẩu được nhiều hơn, trong khi Mỹ lại ngày càng thâm hụt. Thứ hai, các công ty lớn xuyên quốc gia của Mỹ như là Apple chuyển một số công việc trong dây chuyền sản xuất ra nước ngoài, nơi có chi phí nhân công rẻ và chấp nhận làm thêm giờ. Điều này sẽ làm cho tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ tăng, và khi người dân bị mất việc, thu nhập thấp thì họ sẽ lựa chọn sử dụng những mặt hàng có giá thành rẻ, như vậy là kích thích nhập khẩu. Ở một khía cạnh khác, từ việc các công ty sản xuất chuyển ra nước ngoài sẽ khiến cho một phần lợi nhuận từ xuất siêu đáng ra thuộc về Mỹ lại được tính vào nước khác. Dưới đây là một ví dụ. Mỗi chiếc iPhone X được sản xuất với giá khoảng 300 đô la Mỹ với phụ kiện đến từ nhiều nước châu Á, cuối cùng được lắp ráp tại Trung Quốc. Chiếc iPhone này được bán lại cho một công ty Apple ở Ireland với tên gọi là Apple Sales International với giá bằng chi phí sản xuất. Như vậy thì mỗi chiếc iPhone đã tạo ra được 300 đô la Mỹ cho xuất khẩu của Trung Quốc. Tiếp tục, công ty Apple tại Ireland lại bắt đầu phân phối lại những chiếc iPhone này cho người tiêu dùng ở châu Âu và châu Á với giá gần 1.000 đô la một chiếc. Như vậy, Ireland đã xuất siêu khoảng 700 đô la Mỹ cho mỗi chiếc iPhone, mà đáng ra nếu như Apple sản xuất ở Trung Quốc rồi nhập lại vào Mỹ để bán thì Mỹ có thể đã có giá trị xuất siêu cao hơn nhiều. Và để giải thích lý do tại sao các ông lớn như là Apple lại ít nhập lại các sản phẩm của mình về Mỹ để thu lợi nhuận cao hơn, thì câu trả lời chính là thuế. Trong khi mức thuế ở Iceland chỉ từ 0,5 đến 2%, thì ở Hoa Kỳ mức thuế cao lên đến 35%. Nên để trốn mức thuế doanh nghiệp cao, các công ty này đã dịch chuyển một phần lợi nhuận đến các thiên đường thuế. Thứ ba, để đáp ứng nhu cầu phát triển cao trong nền kinh tế, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp, khi mà nguồn nguyên nhiên liệu trong nước không đủ đáp ứng, buộc Hoa Kỳ phải nhập từ nước ngoài với giá trị ngày càng tăng. Theo World Stock Export, vào năm 2020, Hoa Kỳ đã nhập khẩu 2.408 nghìn tỷ đô la hàng hóa từ các nước trên thế giới. Trong đó, giá trị nhập khẩu từ châu Á chiếm tới 45,1%. Những mặt hàng Mỹ nhập khẩu nhiều nhất là máy móc thiết bị, xe cộ, dược phẩm, nhiên liệu khoáng, đá quý, nhựa và các sản phẩm từ nhựa. Video của mình tới đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy like và đăng ký nếu như bạn cảm thấy video có ích.